Hôm qua tại trụ sở Công an xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, đại diện Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời Quách Xén, sinh năm 1983, làm việc vì có liên quan đến hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân. Vào ngày 7 tháng 10, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1 đã phát hiện và lập biên bản một tài xế ô tô tải về lỗi vi phạm điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa, không có giấy vận tải bằng văn bản giấy theo quy định. Ngoài ra, phương tiện còn vi phạm thêm một lỗi khác nhưng được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, trên trang mạng xã hội Facebook mang tên Senquách đăng tải nội dung chửi bới xúc phạm, trong đó nêu rõ cả tên, cấp bậc của cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch. Sau đó, nội dung trên đã được gỡ bỏ trong ngày. Qua làm việc, Quách Xén thừa nhận là chủ tài khoản Facebook trên. Được biết, Quách Xén cũng chính là chủ xe ô tô tải.